là ra được cái lai lịch của cây. Đây, tôi các bạn đi sát vào đấy. Cái hồ Vic. Nước này, đây là cái hồ dài. Lucasin. Chắc là anh là cái hồ là điêu khắc về ga này. Mất cái cây vĩ cầm. Đây lâu rồi. Đây, hãy các bạn sang bên này. Y xì như là trăm năm nay đấy. Nếu mà các bạn mà xem những cái tấm hình cũ mà thập chụp đời Pháp ấy, là vẫn có cái dáng hình của cái chuồng chim này này. Cái tên của cái thời ông Vương thơ bạn sẽ lại gần với chuồng chim. Cái thời của ông thơ gọi tôi thì tôi gọi đây là núi Nùng. Thì tôi các bạn hãy gọi là núi Nùng. Thế nhưng mà bây giờ là người ta hai bên là hai cây xoài các bạn, hai cây xoài cổ thụ. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Thế bây giờ tôi với các bạn sẽ làm một cái vòng hồ. Đây các bạn nhìn lại nhé. Ồ, hay thật. Đây cả các cái xích đu này. Đây các bạn thấy không? Đấy gì hết các cái các... Xin chào các bạn. Hôm nay là cái ngày cuối tuần thì tôi mới đưa các bạn vào trong cái vườn hoa Bách Thảo để các bạn nhìn nhé. Đây cái tấm biển kìa, là vườn hoa Bách Thảo. Hẹn gặp lại đấy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy cái trục đường đó là cái trục đường mà cái dòng xe đang chạy đấy, là cái dòng xe là xuôi từ Hoàng Hoa Thám, trên cái trục đường Hoàng Hoa Thám về với cả Phan Đình Phùng. Thế cái vườn hoa Bách Thảo này là người Pháp lập lên các bạn ạ, là năm 1890 nếu mà tôi nhớ không nhầm. Là như vậy là vườn hoa Bách Thảo đã tồn tại được là tới nay là được 134 năm rồi. Thế người Pháp thì đặt tên nó là Jardin Botanique, có nghĩa là vườn thực vật. Đấy. Cái vườn thực vật thì bây giờ các bạn xem nhé, là đây. Đây. Ví dụ đây là cái cây sung này. Đấy, cây sung là người ta đã có cả cái mã quét, cái mã QR là ra được cái lai lịch của cây. Đây, tôi với các bạn đi sát vào cái hồ nước này. Đây là cái hồ dài. Cái hồ dài chạy dọc theo cái vườn hoa Bách Thảo đấy. Đây, cây này là cây muồng nhạt. Đấy, có ghi tên như này thì mình mới biết được. Thì lý do vì sao mà người Pháp lập nên cái vườn thực vật này, đấy, gọi là cái vườn thực vật này, là bởi là sau khi mà ký cái hòa ước triều đình nhà Nguyễn, ký hòa ước với Pháp năm 1874 đấy, gọi là hòa ước Giáp Tuất, thì là Pháp bắt đầu là quy hoạch xây dựng cái Hà Nội này thành các cái quy hoạch, các cái ô phố. Thì trong việc ô phố thì người Pháp là họ lưu tâm tới cái việc là trồng cây, vườn hoa, các cái cây xanh ở các cái trục đường, thì họ đưa các cái giống cây quý về ươm tại nơi đây. Thế là tổng cái diện tích của cái khu vườn hoa Bách Thảo này là 33 hecta. Thì 33 hecta thì các bạn quay ngược lại, còn bên kia nếu mà ở cái dốc La Pho ấy, đấy các bạn nhìn phía đối diện nhé, đấy cái vệt đối diện đấy, chạy cái dòng xe qua đấy thì phía bên đó là cũng có cái vườn ươm đấy, cái phần vườn ươm còn cả bên phần đối diện nữa. Các cái cây trồng cây quý thì đưa vào đây, còn vườn ươm là phía bên cái dốc La Pho đấy. Thế tôi nhớ là những cái năm mà còn bé là chạy qua đây là còn nhìn thấy cả một cái khúc như cái dòng sông Tô Lịch, là nằm trong cái khu vực cái không gian của cái vườn ươm bên phía kia dốc La Pho. Thế còn cái diện tích xung quanh của cái vườn Bách Thảo này các bạn là 33 hecta. Cái trục này là các bạn là trục đường Hoàng Hoa Thám. Thế còn phía bên phía này này các bạn ạ, đây hết Hoàng Hoa Thám thì là Chủ tịch Phủ. Đấy là Chủ tịch Phủ. Đấy, Chủ tịch Phủ.
Thế có góc qua kia các bạn nhìn ra xa này, các bạn nhìn thấy cái núi. Đấy, ngày bé là chúng tôi vẫn gọi là cái núi Nùng đấy. Cái núi Nùng đấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái núi Nùng, tí nữa tôi các bạn là sẽ đi ra cái phía núi Nùng đấy. Thì góc sau lưng cái núi Nùng đó là cái con phố Ngọc Hà. Đấy. Và ở cái phía phố Ngọc Hà thì là cũng có cái cổng vào. Thế là tôi đang đứng nơi đây là gọi là vườn tượng. Vườn tượng sau này, vườn tượng này các bạn nhìn. Vườn tượng này là cũng là hình thành cũng 20 năm nay rồi. Gần ngót nghét 20 năm nay này. Đây các bạn nhìn đây, vườn tượng đây. Đấy nhá, ví dụ như ở đây này, nhìn phía trước này. Phía trước mới nhìn được ra này. Ví dụ như là đây là các bạn bảo này. Người chơi vĩ cầm. Đây, tác giả là Milovic Vukasin. Chắc là anh là nhà điêu khắc người Nga này. Mất cái cây vĩ cầm. Đấy, lâu rồi. Đây, hãy các bạn sang bên này. Hãy các bạn sang bên này. Đây cũng là một cái tác phẩm điêu khắc đấy. Đấy, như các bạn thấy không? Bây giờ là tác phẩm điêu khắc này là mất tiêu rồi này. Không còn ghi cái gì nữa. 20 năm, tuổi thọ có 20 năm. Đây, đây cũng là một cái tác phẩm điêu khắc. Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng này. Tác giả là người Việt. Không còn nhìn rõ tên. Đây, sang bên này. Cũng có cái không gian nghệ thuật ở nơi đây. Đây, cái này là nhìn được rõ đây này. Đây. Bức tượng này là giữa trời và đất, tác giả là Trắc Quốc Sâm thì không rõ này, có lẽ là cái những khi là còn là cái tác giả người Trung Quốc. Đấy, mời tôi các bạn đi sát xuống cái phần hồ này nhé, sát xuống cái phần hồ này. Đây cũng là cây muồng nhạt này. Đấy, đây cũng là cái cây muồng nhạt. Tôi thì tôi thấy là cái trong cái khu vực của cái vườn hoa Bách Thảo năm xưa ấy, thì là cơ bản là còn giữ được cái không gian như cái thời tôi còn bé. Tôi hay ra đây chơi là cũng 40-50 năm nay rồi. Đây, đây, tác giả đây, Suối. Đấy, cũng mất một người phụ nữ này. Đây, Suối, tác giả Hứa Tử Hoài. Thì toàn những cái tên này. Đây, góc này nữa đây. Cũng Cội Nguồn này. Đây, Cội Nguồn này chắc là tác giả người Việt. Các bạn thấy không? Đây là bằng... Đây, các bạn nghe thấy tiếng gõ này bằng đồng này. Là ông ấy họa lại cái trống đồng. Cái trống đồng ngọc lũ của mình đây. Đây, trống đồng ngọc lũ của mình thì có vòng cái con chim lạc. Đây, con chim lạc này. Một góc. Còn sau là không có ý nghĩa gì này. Cội Nguồn. Đó. Thế là bây giờ là tôi với các bạn nhé. Là giới thiệu các bạn về tôi. Các bạn sẽ đi vào. Đi đường này các bạn ơi. Đi đường này. Qua. Đấy, toàn bộ cái chuồng chim trước mặt các bạn là y xì như là 100 năm nay đấy. Nếu mà các bạn mà xem những cái tấm hình cũ mà thập chụp thời Pháp ấy, là vẫn có cái dáng hình của cái chuồng chim này này. Bởi tôi các bạn sẽ lại gần cái chuồng chim này. Đấy, cái giấc này là cái giấc chiều rồi, mới đầu giờ chiều thôi các bạn ạ. Đây, đây cũng là một cái tác phẩm điêu khắc Mai Thu Vân, Tình Yêu. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, xa xa ra nhìn cái Tình Yêu. Đây, đi về cái chuồng chim này. Hàng trăm năm trước này, mấy chục năm trước vẫn y xỉ như này. Chà con chim này. Chà con chim này. Đấy, tôi các bạn à,
chiều nay là coi như là đi lại cái khuôn viên của cái vườn hoa Bách Thảo. Ôi đây, có đây này, đây con công. Đây, con công này là ở cái vùng Nam Trung Bộ, thích nghi với cả cái vùng rừng thưa và bãi trống gần sông, sinh sản vào tháng 5 và tháng 6, ăn hoa quả, thực vật và côn trùng. Đây các bạn nhìn thấy, cho ăn thóc đi, đấy hạt thóc đi. Các bạn, ôi giời con, đây có hai con công này, đây là hai con công, tên khoa học khó đọc, Muticus imperans. Đấy, có hai con công. Đấy, thì còn các bạn sang cái này, các bạn bảo cái cây này thì mấy người ôm. Chắc chắn là cái đợt vừa rồi đây, cái đợt vừa rồi là cơn bão Yagi, là quật đổ cành này phải cưa lại. Đấy. Đây, sang đây nhé. Mấy người ôm cái loại này đây. Cây này cây gì? Cây muồng ngủ. Mã số là 635, cây muồng ngủ. Đấy, nếu mà các bạn nhìn lên trên cái ngọn cây cơ, nhận ngọn cây này này. Các bạn nhìn lên trên ngọn này. Đấy, trên cái thân này, hoàn toàn là đấy, có các cả các cái gốc như là các cái gốc bụi của cái cây tầm gửi đấy. Bám vào cái thân cây muồng ngủ này. Đây các bạn bảo là cái tuổi đời của cái cây muồng ngủ này là chắc chắn là phải hơn cái thời gian là hơn cái ngày cái hình thành của cái vườn hoa, của cái vườn vườn Bách Thảo này. Nếu mà cái mốc mà các bạn bảo cái vườn Bách Thảo này hình thành từ năm 1890 thì cái cây này là cũng cỡ chừng là gần 150 năm tuổi rồi. Đây còn sang bên này, cây này rất cao nhé. Nếu mà không nhầm nhìn, đây, nhìn gọn cao này. Ôi, nó cao tương đương bằng cái cây hoa gạo ở bên trồng ở bên sát cái mép của cái hồ Gươm này. Cây này là cây dầu rái hoặc là dầu nước. Đấy. Đấy. Bởi đi tiếp vào cái chỗ này đi xem các cái cây của cái vườn Bách Thảo năm xưa này. Tất cả đây là 33 hecta đấy các bạn. Đây. Ôi cây này gọi là cây đa vòng. Cây đa vòng. Đấy các bạn thấy không? Cái bậu này thì có hoàn toàn là như một cái khóm. Cái khóm phong lan mọc vào đó. Đấy nhìn lên cao, cây đa vòng các bạn. Thế còn cây này đúng rồi, cây này là cây xà cừ. Cây xà cừ. Đấy tôi đi này là đi sát với cả cái phần đường Hoàng Hoa Thám đấy. Đây cây này cây xà cừ họ không ghi, ghi quá đây cây thì. Thế bây giờ là tôi với các bạn sẽ đi vào tới cái núi Nùng này. Đây các bạn nhìn nhé, đây quan bộ cái không gian. Đấy trước tiên là tôi muốn gọi cái tên của cái thời ấu thơ của bọn tôi ấy. Cái thời của ấu thơ của bọn tôi thì tôi gọi đây là núi Nùng. Đấy tôi gọi là núi Nùng. Thế nhưng mà bây giờ là người ta đã xem lại cái sử sách rồi ạ, thì người ta có đặt đây là không phải là núi Nùng mà các bạn, mà đây là núi Xưa. Núi Xưa là xưa là SC núi Xưa. Thì trên cái đền núi, trên đây thì là có cái ngọn đền núi Xưa. Đấy, gọi là cái đền núi Xưa thì tí nữa là tôi với các bạn là sẽ vào và vừa mới được trùng tu đấy. Nhưng mà trước tiên là tôi với các bạn là tự đi một cái vòng
lên trên núi xưa nhé. Cái diện tích toàn bộ của cái núi xưa này, nếu mà các bạn bảo là hình cái đai tròn này, thì là cái diện tích là chừng là 6.500 mét vuông, mà cái chiều cao của núi xưa là chưa đến 20 mét các bạn ạ. Chiều cao của cái núi xưa này chỉ có 17 mét rưỡi thôi. Đấy, vừa cái dự án là người ta mới cải tạo là các bậc thang lên ở núi xưa đây này. Đây, tới đây là các cái đai tròn này. Đây, đi theo cái đai tròn này. Đẹp quá. Ồ, cái cây này. Cây này đặt tên là cây bánh dày. Tiếng Việt là cây bánh dày. Không rõ vì sao này, cái tiếng Việt là cây bánh dày này. Đấy. Đây, cây bánh dày đấy các bạn. Để có đi mới biết. Đây, như vậy là tôi và các bạn đã phải vào cái không gian phía sau của núi xưa. Đây, nếu mà núi xưa mà cao tầm là 17 mét rưỡi thì cái cao trình này cỡ chừng 6 mét, 6 đến 8 mét. Đây, cứ đi một vòng nhé các bạn. Xem cây. Thôi đi lên trên này. Kìa, tình yêu rồi. Núi xưa là núi của tình yêu đấy. Tuổi trẻ là người ta hay lên đây đó. Đây cũng là một cái loại cây. Thế nhưng mà không thấy để thì có cái mã vạch này. Quét thôi. Đây, trên cùng rồi. Đây. Đây, tôi các bạn đi lên trên cái đỉnh của núi xưa đấy. Đấy, đi trên đỉnh của núi xưa. Đấy, và đứng trên đỉnh núi xưa nhé, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái... Đó. Đó, cái mái đền. Đó, mái đền của cái núi xưa. Đấy, chỉ có vượt quá cái chấm đỉnh của núi xưa một chút thôi. Đấy các bạn thấy không? Đây là hoàn toàn là một cái thảm cỏ ô tròn trên cái đỉnh núi xưa. Đấy, đang đi đấy các bạn. Đây, các cái bậc cầu thang trượt dài xuống đây này. Đây, đến đây là đến một cái bậc cầu thang trượt xuống đấy. Các bạn thấy không? Đó. Thế về trước khi là vào đền, mà vào đền có lẽ là mình sẽ không đi đường này. Đi đường này thất lễ. Mình sẽ đi đường, mình lại đi xuống dưới. Các bạn không đi đường này. Đây là giờ là tôi các bạn sẽ đi quay vòng xuống phía dưới, xong rồi mình lên cái đền núi xưa. Đây các bạn này. Ô đây. Đây các bạn, đây có cái cây không? Đây có cái cây xưa đỏ này. Mã số 1279. Đấy, không lẽ là đây là đặt tên là núi xưa. Đấy, nói qua với các bạn là trong cái sử sách nói về cái đền núi xưa này, thì là đền núi xưa này là thờ thành hoàng làng của cái làng Hữu Tiệp. Đây, cái làng Hữu Tiệp này, nếu đứng góc này nhá, mà các bạn nhìn này, nhìn phía sau này. Đây, phía bên kia này. Đó, qua cái thì đó là cái làng Ngọc Hà và cái làng Hữu Tiệp ở nơi đấy đấy. Đấy. Cái làng Ngọc Hà và làng Hữu Tiệp, thì cái làng Hữu Tiệp là một cái ngôi làng nhỏ các bạn ạ.
nằm ở về cái phía tây bắc của cái kinh thành Thăng Long, thì là cái sự tích xảy ra là có cái đôi vợ chồng, thì ông là một cái người có tiền làm quan, thì ở cái làng Hữu Tiệp ấy, thì ông ấy tên là Phục, còn vợ tên là Đức. Thì hai vợ chồng ông Phục với cả bà Đức ấy, thì là đều làm những cái điều nhân nghĩa, cứu đói người nghèo, và cái các học sinh nghèo, người nghèo, lo tiền, cứu trợ người nghèo. Thế nhưng mà lại có một cái ác là ngoài 30 tuổi rồi thì hai cái vợ chồng, ông ấy là hào trưởng các bạn ạ, là không có con. Thế thì ông bà mới kêu than là trời cao đất dày, cả nhà mình thì tu nhân tích đức mà lại sao lại sinh ra cái nỗi là không có con. Thế là ông mới sửa soạn cái lễ vật, thì hai vợ chồng mới là lên mới thắp hương dâng hương ở cái chùa Một Cột. Thế là may sao thì là bà lại được thụ thai mà sinh ra một người con, thì như người ta nói là sinh ra cái người con đó là cái con thứ ba của Ngọc Hoàng. Đấy. Và sau này là sẽ trợ giúp vua dẹp giặc cứu nước. Thì người con đó sau này trở thành là cái thanh hoàng làng của làng Hữu Tiệp, và đặt tên là Huyền Thiên Hắc Đế, giúp cái vua Lý Thánh Tông dẹp giặc Chiêm Thành ở phía Nam. Thế nên là cái người dân đây các bạn, là người dân Hữu Tiệp mới cả nhớ cái công đức, công ơn của Huyền Thiên Hắc Đế, nên mới dựng cái ngôi đền ở trên cái núi xưa này. Đấy, đó là cái sơ bộ, cái tích và cái ngày hội của cái đền này, là nhằm cái ngày sinh của cái Huyền Thiên Hắc Đế là ngày 19 tháng Giêng. Các bạn ạ, ngày 19 tháng Giêng âm lịch, và được cho là Huyền Thiên Hắc Đế là sinh ngày 19 tháng Giêng âm lịch, năm đấy là năm Bính Dần, thời cái vua Lê Thánh Tông. Nếu mà các bạn trừ lùi đi là có lẽ là Huyền Thiên Hắc Đế là sẽ sinh vào ngày 19 tháng Giêng âm lịch, năm đó là năm 1086. Đấy, bây giờ tôi các bạn đi xuống cái đài này, đi lên trên đấy, cái ngọn núi xưa này. Đây, cái góc này có cái ánh mặt trời, các bạn nhìn thấy cái ánh mặt trời lên đấy. Đi lên. Thắp cái nén nhang cho ngài. Đây, cây xà cừ đây cũng có đấy. Mã hiệu 1188 này. Đây là cái cổng tam quan của đền đây. Cũng được, vừa được trùng tu đấy các bạn. Bên này là hổ. Cái này cũng ốp bằng sành. Còn bên này này, đền núi xưa. Bên này là rồng, một bên rồng một bên hổ. Thì tôi các bạn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hai bên là hai cây xoài các bạn, hai cây xoài cổ thụ. Đây các bạn nhìn thấy chưa, tên đền núi xưa đấy. Tôi sẽ đọc lại cho các bạn nhé.
cái sự tích đền núi xưa ở đây. Để tôi thắp một nén hương. Ba nén. Thờ Huyền Thiên Hắc Đế, thời Lý Thánh Tông, có công dẹp giặc Chiêm Thành. Cái ngài sinh ra vào ngày 19 tháng Giêng âm lịch. Năm đấy là cái năm Bính Dần, năm 1086. Nếu theo tích là người của dân làng Hữu Tiệp. Đây, tôi đọc lại cho các bạn nhé. Đền núi xưa, còn gọi là Sư Sơn Lăng Miếu. Đền núi xưa có tên tự là Sư Sơn Lăng Miếu, tọa lạc tại công viên Bách Thảo. Được khởi dựng thời Lý, niên hiệu Thiên Thành, là năm thứ 6, là năm 1034. Thờ phụng Đức Thánh Huyền Thiên Hắc Đế là con thứ 3 của Ngọc Hoàng. Thế nhưng mà cái thời điểm này lại là năm 1034 mà ngài lại sinh vào năm 1000. Như vậy là ngài sẽ sinh vào không phải là năm 1086 nữa, mà cái năm Bính Dần là ngài sinh vào năm 1026. Cũng là năm Bính Dần. Con trai thứ ba của Ngọc Hoàng, Thượng Đế Giáng Trần, khuông phù nhà Lý dẹp giặc và xua tan dịch bệnh cho muôn dân. Đến nhiều lần được các triều đình phong kiến, sắc phong, được nhà nước công nhận là di tích văn hóa. Đây. Đấy các bạn. Đây hai bên này các bạn nhìn này. Đấy, quay cái cảnh này. Đây các bạn nhìn lại nhé, quay ngược lại cái không gian này này. Các bạn nhìn ra cái không gian này này. Đấy, không gian mà đứng từ cái đền núi xưa đấy. Rất đẹp các bạn thấy không? Nhìn xuống cái hồ. Đấy. Một cái hồ trước mặt. Đấy các bạn thấy không? Tí nữa. Ở giữa là đảo chim. Đấy, nếu mà các bạn nhìn các cái ảnh mà chụp cái thời Pháp đấy, ngài còn có cái tên gọi là Jacques d'Anjouanic thì các bạn cũng nhìn thấy là đó, các cái cột đền của cái đền núi xưa. Đấy, một không gian tuyệt vời đây. Tôi ghi hình lại cho các bạn nhé, các bạn nhìn thấy nhé. Đây, đền núi xưa đây này. Vừa rồi tôi xem lại là hình thành vào năm 1034. Đấy, như vậy là Huyền Thiên Hắc Đế sinh vào năm 1026. Hai bên là cái cây xoài, các bạn thấy không? Vút lên. Đó, bút lên trời xanh. Đây, đứng đây. Đây, đứng ở cái bậc tam cấp này, tôi nói thật các bạn, đứng ở cái bậc thang này tôi lại nhớ cái thời năm 1975 ấy. Đấy, là cái đền núi xưa này là có những cái kỳ mà người ta tổ chức hát ở trên cái đền núi xưa này. Hát mừng, tôi nhớ là hát mừng
cái chiến thắng 1975 là hát được đền núi xưa này. Tôi cái hôm ngày bé tôi cũng chạy đến, hồi đó còn có cái ca sĩ Ngọc Bé. Ờ cái này đi, bữa đi vòng đường này, đi vòng đường này ra cái không gian cũ. Chim bồ câu, chim bồ câu đấy. Bây giờ tôi các bạn sẽ đi lại một cái vòng hồ nhé, sang phía bên kia cũng là ở lại, quay lại cái vườn tượng, nhìn về cái đền núi xưa, và tôi sẽ dừng hình ở đây. Đấy, bây giờ tôi với các bạn sẽ làm một cái vòng hồ sang cái phía đối diện thôi. Với tôi thì bao nhiêu cái kỷ niệm ở cái vườn hoa Bách Thảo này. Đấy, vừa rồi là một cái kỷ niệm mà đứng nghe cái ca sĩ Ngọc Bé, ca sĩ Ngọc Tân hát từ thời mình còn là cấp 1. Đây các bạn thấy không? Đây, đưa cả con vào đây này, nằm ngủ đây. Đây, tôi các bạn đi theo cái đường dạo này nhé, sang cái phía đối diện đây. Bây giờ cái thứ hai là vào đây là ngày xưa là còn có voi, còn có hươu nai các bạn ạ. Và đặc biệt là có các cái trò chơi, chơi đu quay, cầu tụt nơi đây. Đấy các bạn ơi. Đây xa xa kia là vẫn còn. Rồi. Đấy, cái góc này các bạn nhìn này. Các cái cầu tụt này các bạn ạ. Giữ lại là như thời xưa đấy các bạn. Họ không thay đổi đâu, họ chỉ có lát lại cái phần đền thôi. Đây các bạn nhìn lại nhé. Ồ, hay thật. Đây cả các cái xích đu này. Đây các bạn thấy không? Đấy, dỉ hết các cái song thép này. Đây các cái xích đu này. Đây có chăng là người ta xây lại cái khu nhà hội trường này đấy. Thế bây giờ là cái vườn hoa Bách Thảo các bạn ạ, là thuộc cái sự quản lý của công ty công viên cây xanh. Xưa là cái thuộc Sở Giao thông Công chính Hà Nội đấy. Đây tôi đi ra cái góc này. Đây có lẽ là, đây xưa cái chỗ này là cái chơi đu quay góc này đây này các bạn này. Đấy và đây là các bạn này. Đó cũng là một cái cổng. Thẳng ra là ra cái chợ Ngọc Hà đấy. Đấy, vườn hoa Bách Thảo là có hai cổng ở trên cái trục đường Hoàng Hoa Thám và một cổng đi ra cái phố Lê Hồng Phong vào cái chợ Ngọc Hà. Đây, thôi các bạn đi sát gần đấy nhé. Người ta cải tạo cái này thôi. Ngày xưa là chơi đu quay có lẽ là góc này này các bạn ấy. Và đặc biệt là ngày bé đi vườn hoa Bách Thảo là cây này là cây mang tên Bụt Mọc, là dứt khoát là trong túi phải có tiền đồng tiền hào các bạn không? Thích nhất ở đây là ăn kẹo kéo bắn máy bay đấy, vào các ô ăn kẹo kéo này, ăn táo dầm, ăn nộm. Thế ngày đó là nộm là 9 tầng mây của người Trung Quốc. Thế tôi nhớ là người Hoa là người ta cũng, các cái ông bà già người Hoa là cũng vào nơi đây là bán 9 tầng mây. Bán cả, các bạn nhớ là có cả bánh bò.
táo dầm, khế dầm. Đấy. Và bây giờ là những cái kỷ niệm đấy là bây giờ đã lộn với tôi là đã lùi xa tới ngót nửa thế kỷ rồi. Thế nhưng vào đây các bạn thấy cái không gian của vườn bách thảo thật may vẫn như cũ. Đây, còn đây là cái cây cọ xẻ này các bạn này. Ôi trời ơi, cành cọ vút cao này. Đó, lẫn cả vào cái cành cây hoa phượng. Cây cọ xẻ. Vườn bách thảo. Đây các bạn nhìn. Đây là khỉ đuôi dài. Đây tôi tiến lại gần. Các bạn. Đây cái ô chuồng khỉ đuôi dài còn sót lại các bạn ạ, cạnh ngay cái vườn tựa này. Đây khỉ đuôi dài cũng là cái rừng miền Trung và Nam Việt Nam. Đây, thích nghi với cái rừng nhiệt đới, rừng tre nứa và đầm lầy. Cái mùa sinh sản là tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Ăn là các loài quả chín và loài côn trùng. Đấy các bạn ạ. Không có mấy ai vào đây thăm các cái chuồng công, chuồng khỉ đâu các bạn. Đây, sau khi mà cái hình thành xây dựng lại cái quảng trường Lăng Bác ấy, sau đó một thời gian hay sao thì là cái vườn bách thảo, các loại động vật trong vườn bách thảo thì xây dựng được thì chuyển về cũng cỡ chừng cái thập niên 80, đầu thập niên 80 thì lại chuyển về cái vườn bách thú Thủ Lệ, sát cái hồ Thủ Lệ, bây giờ là thuộc cái quận Cầu Giấy đấy. Thế nhưng mà không rõ vì sao là người ta vẫn để đây. Đây. À không các bạn. Đây có 4 con khỉ đuôi dài. 2 con thì nó ở trên xà. 2 con ở dưới sàn này. Họ xây một cái bể nước. Con đây. Để nhớ lại cái thời kỳ bao cấp cái hình ảnh này đây các bạn. Đây, các bạn thấy cái vẻ tĩnh lặng không? Đi góc hình này. Cái vẻ tĩnh lặng. Kéo dài cái hồ dài xuống tới tận sát cái mép tường. Khuôn viên của Chủ tịch Phủ. Cái vườn bách thảo này thì các bạn không thấy cái sự xô bồ của các cái vườn hoa mở. Cái người dân ở đây vào đây vẫn thấy có cái nét thư thái của người dân Hà Nội. Đây cái góc này tôi sẽ lựa cái góc. Tôi sẽ lựa cái góc hình tốt nhất nhìn về cái đền xưa để ghi lại hình cho các bạn và dựng hình ở đây. Đây các bạn thấy không? Đồ thị đấy. Đấy chính là cái tòa nhà xây trên khuôn viên cũ của cái depot xe điện 69 Thị Khuê đấy. Đây góc hình này đây. Đây góc hình này là rõ nét nhất các bạn nhé, nhìn được thoáng đãng nhất cái khung cảnh của núi xưa và cái đền thờ Huyền Thiên Hắc Đế, thành hoàng làng của cái làng Hữu Tiệp. Đấy, chỉ tiếc là cái góc hình này lẫn vào đó là cái tòa nhà
của cái tập đoàn Sun Group xây dựng trên cái nền của depo xe điện năm xưa thôi. Đó. Một chút xíu tôi ghi hình cho bạn một cái buổi chiều cuối tuần Hà Nội và lạc vào cái nơi đây. Câu chuyện về đền núi xưa, và các bạn nhớ cái núi Nùng thì không phải đâu, núi Nùng thì bây giờ là chính là cái nền xây cái điện kính thiên trong hoàng thành Thăng Long. Ở đây thì gọi là cái đền núi xưa, thì có chăng là chụp được hình được cái cây xưa đỏ trồng ở trên cái góc đỉnh núi xưa này. Không biết căn cứ vì sao lại đặt tên là núi xưa, nhưng các bạn cứ nhớ là đây là thờ thành hoàng làng của làng Hữu Tiệp, Huyền Thiên Hắc Đế, người sinh, ngài sinh vào ngày 19 tháng Giêng âm lịch năm 1026 năm Bính Dần, và có công cùng vua Lý Thánh Tông dẹp giặc phía Nam là cái giặc Chiêm Thành. Tôi dừng hình nơi đây. Luôn chúc các bạn sức khỏe.